Thưa quý vị, trong không khí nô nức phấn khởi hướng về đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng, cũng như nhân dân các địa phương khác, người dân Long An đang nô nức dõi hướng về đại hội và bày tỏ tin tưởng tuyệt đối cho những quyết sách mà đại hội 13 đề ra. Tin tưởng chặng đường phát triển sẽ được tiếp nối trên quê hương đất nước. Hướng tới đại hội Đảng lần thứ 13 là học sinh, chúng em mong muốn đại hội sẽ quan tâm đến chúng em nhiều hơn nữa, tạo môi trường học tập đầy đủ, giúp cho chúng em phát triển toàn diện, góp phần nâng cao tri thức, đóng góp cho xã hội. Và em cũng mong là đại hội sẽ đề ra những chính sách thiết thực hơn dành cho học sinh, sinh viên và cũng như là chúng em sau này. Em kính chúc đại hội thành công tốt đẹp. Trước cái đại hội 13 thì tôi cũng không có gì hơn là cũng có những cái kỳ vọng. Cái thứ nhất là về cái vấn đề là phát triển về kinh tế ở cơ sở. Cái thứ hai là cũng mong muốn là đại hội lần này là sẽ bầu vào những cái người mà đủ đức, đủ tài để rồi lo cho nhân dân, là lo cho đảng. Cái thứ ba là về vấn đề công tác xây dựng đảng. Thì ở cơ sở chúng tôi thì cũng chỉ mong muốn được ở cấp trên là quan tâm để rồi có cái vấn đề là mở những cái lớp để cho là đảng viên ở cơ sở được học hỏi để rồi công tác phong trào ở cơ sở được tốt hơn. Thì cuối cùng cũng không có gì hơn, thì tôi cũng xin chúc là đại hội là sẽ thành công tốt đẹp. Chương mục tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, và xin kính chào tạm biệt.